mà gặp thầy đấy. Xem thầy 25 hôm nay mới gặp thầy, nhà mình đang ở Vĩnh Phúc đúng không? Vâng ạ. Anh này là một lá số mà dễ oan trái lắm nha, anh Quốc An này. Tại vì cung phúc đức của anh ấy xấu. Ôi, chán lắm. Mà đi ra toàn gặp cô thần phục minh vong thần, toàn bị người khác lao vào ám hại, làm cái gì thì cũng thua lỗ, mà còn có số dính pháp luật nữa. Đúng rồi đấy ạ. Nhìn thấy cái cung tài bạch có sao thiên đồng hãm địa này là vì tiền mà đi tù đây này. Nhìn cung phúc đức có cự môn hóa kỵ nằm cung thìn là kiếp trước tù, kiếp này cũng tù nốt. Hao chán hết, quá rồi. Hao hết tiền tài, toàn bị người ta mưu kế thôi. Lá số này không ăn được những cái việc mà lô đề cờ bạc bóng bánh đâu. Bởi vì có sao thiên phủ đâu mà không có lọc đấy. Cộng với cung phúc đức nó đã mỏng rồi, cự môn đi hóa kỵ rồi, thì làm sao mà làm những cái đó. Lá số anh này á, phải làm những việc lương thiện. Bởi vì cung quan lộc có sao thiên lương, mệnh có hóa lộc hóa khoa, phải làm giống có quyền giỏi. Ví dụ làm những việc liên quan đến giáo dục, dạy dỗ người khác, chứ công việc ly lô đề cờ bạc thì chỉ có hoạt họa thêm một người thôi. Chán lắm thầy ạ. Khổ quá rồi. Đến lúc lấy nhau rồi chỉ thấy khổ, chả thấy sướng chỗ nào. Chắc anh này công an hay gọi lên lắm nhỉ? Vâng. Không, bây giờ mới gọi chứ, chứ không chưa gọi. Từ năm 44 đến giờ thì 44, 45, 46, 47, năm ngoái, năm nay là năm ngoái thì thi này, năm nay mất tiền này, năm nay thì mất nhiều tiền lắm, mất nhiều tiền, năm nay chuẩn bị, năm nay dưới dính đúng địa kiếp địa không cộng cũng gặp xong hao chiếu không xa. Thôi bỏ nghề đi, chuyển sang nghề khác đi, buôn thuốc buôn thang gì đấy, buôn quần áo thuốc thang mới tốt. Không có số làm ăn nhanh giàu, có số này chỉ làm ăn một cách lành mạnh được thôi. Từ từ rồi. Phải từ từ, không giàu nhanh được đâu. Thứ nhất là mệnh của anh này thì ok, nhưng mà thân hãm phúc xấu, là mệnh tốt, thân xấu, phúc xấu. Đây là số giỏi, nhưng mà không thành công. Giỏi lắm, cái gì cũng biết hết. Bởi vì hóa khoa hóa lộc của mệnh mà. Giỏi lắm. Hóa khoa mệnh được gọi là giáo sư biết tuốt, là cái gì cũng biết. Hóa lộc của mệnh cũng biết kinh doanh, hóa quyền chiếu mệnh cũng vừa ngồi có uy tín. Mỗi tội là cung thiên di đầy rẫy những ám tinh chiếu cô thần phục minh vong thần, lại bị cung phúc đức quá xấu này nó kéo làm sao mà lại được. Thế là thầy các anh hay nói là những cái lá số mà xấu ấy là những lá số mệnh đẹp, thân xấu hơn mệnh, phúc xấu hơn thân, là lá xấu. Xấu có nghĩa là gì? Giỏi nhưng không thành công. Đúng rồi, còn giỏi lắm thầy. Thà người ta dốt, người ta không thành công thì còn có lý. Đây giỏi mà không thành. Giỏi mà thành công thì còn mặc kiếp thì đau hết cả đau. Đúng là toàn nước mắt chăn cơm. Đúng là nước mắt chăn cơm. Tại giờ đúng với vận hãm này nữa, thiên đồng hãm địa. Đúng năm xấu, sao nào này xấu nhất cái vận này đấy. 44 này, 45, 46, 47, 48. Đúng 48 tuổi gặp địa không, địa kiếp, kình dương, tam hợp, tăng môn, quan phủ luôn, dính cửa quan luôn. Đại hao nằm cung trái chiếu luôn, mất tiền luôn. Năm nay vừa dính cửa quan vừa mất tiền đúng không? Đúng rồi. Tháng 7 này đỡ này. Tháng 8, tháng 9, tháng 10 mất nhiều tiền. Tháng 9, tháng 8, tháng 10 mới mất nhiều, mất lắm. Còn đoán là như thế rồi. Tháng 10 là cái tháng xấu. Những người này không có lộc lô đề đâu này. Những người có lộc lô đề là cung phước người ta phải tốt, mệnh này có phải trong sao thiên phủ chiếu mệnh, có lộc. Nhưng mà đánh lô đề có lộc thì nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Cái lộc nó không vĩnh viễn được, những người thắng lô đề cờ bạc bóng bánh cũng như là chúng sổ số ấy, nó không bền. Bởi vì tiền đấy không phải công sức của họ lao động làm ra nên nó không bền, họ không ở với nhau lâu. Rất nhiều người thì thấy chúng sổ số độc đắc đấy, rồi cuối cùng hậu vận không biết gì cả. Con cũng nói mãi rồi đấy, nhưng mà không nghe. Ok. Ôi đau đầu lắm, lấy nhau không có nghe một cái gì luôn. Cô ông này thì ông ấy, tại cạnh ông giỏi quá, hóa khoa, cái gì cũng biết mà. Vì cái gì cũng biết. Cái gì đúng rồi. Nên là xã hội này là khôn, khôn thì dại chết, khôn cũng chết. Mà ông này là khôn qua khôn hay chết này. Nghĩa là nghĩ mình khôn nên chết. Dại chết, khôn chết, chỉ có biết là không chết thôi.